Bông 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 ơi, bông ơi. Ok, hello, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Quang Điểm Vlog của Châu Phi. Hôm nay là mình dẫn Lân đi khắp các bản để nhảy cho các em nhỏ. Đây, ở đây là có anh Mize. Đấy, hello nào, tiếp theo nào. Mize với là Sigao. Và hiện tại là bản này là đang là bản hang gà. Bản hang gà mọi nhá. Có tất cả các em nhỏ và đang tập hợp thêm. Tại vì cũng mới đến. Và tất cả các số bánh ở trong xe này là đều phát cho các em nhỏ mọi người nhá. Quà Trung Thu đấy. Mình tính là sẽ tổ chức cho tất cả kiểu là tổ chức phong bạt với là với bàn ghế với gì ấy. Nhưng mà sau thì mình nghĩ là tất cả nhiều bản quá. Đánh ra là di chuyển theo bánh ở trên thùng xe như này với là lân đấy. Thì được đi nhiều bản hơn. Còn mà làm mặc đỉnh ấy thì chỉ được một bản thôi. Đấy, vì thế là cứ chở bánh kẹo đi từng xe một như này, đi khắp các bản, múa lân nhảy múa. Đấy, dân với gì đang đứng chờ cũng rất là háo hức để xem. Và đang còn đánh cái kẻng ấy để tập hợp tất cả các em nhỏ về đây. Rồi, đấy, đổi ngũ nhảy lân thì chỉ có em Mize với Sigao thôi. Với là Matty Lôi. Đấy. Đây, bao nhiêu là đây? Đấy. Đó. Vô xe vai bình cây, bình cây, bình cây. Mày Mize thì nhảy rất là đẹp. Nhảy rất là đẹp nha mọi người. Đã sai mút tư bông. Rồi, thử nhảy lần nữa nào. Để test, Lôi đánh cái này đi, Lôi đánh cái này đi. Vai brincar com criança aí. Vai com criança. Vai com criança. Você vai, dá ele, vai com criança, brincar. Vai com criança. Lula aí, né? Thank you.
mỏi tay quá. Thôi chờ cô chờ mấy em nhỏ đến để mà phát bánh kẹo cho các em. Thôi thôi tao bông bây giờ cô đi ăn xà vị cho lôi đánh kèn không biết đánh nghe hả. Nói chung là lân với là trống với là cái trẻ này đấy thì phải có dân chuyên nghiệp đấy. Lân là nhảy theo tiếng trống với là tiếng chen mà. Thành ra là cứ đánh lung tung. Các anh nhảy nó cũng không khớp nữa. Rồi bây giờ là tập hợp tất cả các em nhỏ lại nhá. Rồi là phát bánh cho các em. Rồi sau đấy là múa lân cho các em xem. Đơn giản thế thôi nha mọi người ơi. Nói chung là đi các bản không ban đầu là mình muốn là làm đèn này rồi là phông bạt các kiểu ấy cho nó chỉnh chu một tí, nhưng mà thực chất là đi nhiều bản quá thành ra là chỉ được phát trên xe mỗi người một đùm như này thôi đấy, coi như là cũng là phần quà bánh trung thu không phải phần quà trung thu cho các em đây ta ghi chưa. Rồi canh tay vậy chưa nó phổi chưa. Thôi tụi đâu em ta bây giờ đi vậy. Đấy, để cho các em phát trước, cho các em đứng sang một bên nhá. Các anh tên Fika la đùa ấy nhá. Lôi phát cho các bạn ấy. Ta ghi. Phải là ông Bika đủ chưa? Ok. Đấy đôi. Ê. Vậy. Bắt xa vậy. Bắt xa đi. Nhiều bánh lắm mọi người ạ, gần 5 năm xuất. Vai Ferenti ấy. Vai. Ôi, cái này bao lấy nhẹ thôi không rách. Vâng. Ôi, bây giờ nó đã sẽ bê. Ok. Có cái đây mà cho các người già luôn nha mọi người. Sô uông. Rồi cho cả người lớn luôn đi. Cần quà nhiều mà. Mai về liều đã. Ta đi cô đơn. Đây, cho cả người lớn luôn. Dạ. Hết rồi à? Nhanh đấy nhở? Vậy tiền rồi chưa? Rồi xong rồi. Nói chung là bản này Ủa? Ít thế nhở?
À giờ mới biết. Đó, những ai mà đến đến sau thì ấy nhá. Phát phát cho các em sau. Đây, những ai đến. Rồi, ra xa đi. Rồi, bây giờ là chương trình múa lân, ca hát, nhảy múa cho các em. Este na dentro. Hey! 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 Em đi về. Vô xem mình cắp vào đây làm gì đây? Đã được rồi. Chị Gao có biết nhảy không? Chị Gao nó sẽ biết là sao nào đâu. Thôi, my friend thì nhá. Đây có các em nhỏ đến đây này, mới đến đây này. Giờ đã chưa? Đấy, các em nhỏ mới đến này. Mệt à? Sư tử mệt rồi, ca sa đu. Sư tử. À đâu, bây giờ lân mệt rồi.
Ơi mỏi tay quá. Dạ. Rồi cứ phát hết cho em nhỏ đi, để đi bản khác nào. Tao không? Tao không? Vai là béo đây. Thôi xin à. Tao không? À cà bổ đấy. Dạ, đó, 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 tao mày. Đấy, các em nhỏ mới đến là phát cho xong nhá. Rồi. Di chuyển đến bản khác mọi người nhá. Lên là phèo thôi. Dạ, mấy đây. Đi lên là phèo mọi người nhá. Thôi, ok. Tao bỏ ngá. Đi ra rủ nhá. Nó xu vai là phèo. Hiện tại bây giờ là mình đang có mặt ở bản Lập Phèo. Đấy. Thì lên đây múa lân với là phát bánh kẹo cho các em. Đó. Xin mời vay friend đi. Dạ? Dô đâu? À, nhìn bố, nhìn bài kìa. Bài đờ, đấy. Mấy tê, mấy tê. Xin mời. Yo. Yo. Để ra con mạng các bạn ơi. Đây idol ơi. Idol các bạn. Bye yêu. Bye. Bye. Ayo, say bye. Say bye. Bong 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 bong. À, giang hồ mạng, giang hồ mạng đây rồi, móm 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 mày nhá. Ok. 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 Nào. À. Ơ trời. Ô lên vào, lên vào. Lên vào Ellie. Idol à. Giang hồ mảng nha mọi người. Nào. Ê bài. Ê bài mà xê. Ê bố mà. Bố mê. Ê bài. Ô bài. Ô lê bà. Ô lâu yô. Ê đi lê bà. Ê bè bài. Idol mảng. Ơ tiết ra nào. Tiết ra nào. Ô yô là. Ê tao nhìn kì. Ta ghi ghê. Ôi cũng sợ à. Đằng này chỉ móm thôi. Lên mảng là móm thôi mọi người nha. Thôi xếp hàng đi con ơi. Rồi à, đà... Vậy ấy nhá. Vậy ấy. Đây. Cho cả Mai về lưu luôn. Mai về lưu luôn nha. Yeah. Ờ, cả, cái gì cảm ơn hả? Ừ, bản này thì con nít thì nói cảm ơn thì rất là quen thuộc rồi. Đây, 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 đây. Mỗi người một chút phần quà có bánh kẹo này, nước ngọt này, rồi là sữa này. Su mù ấy, su mù là nước hoa quả ấy, được ép. Ủa. Thằng Jo trên mảng thì hồ báo thế mà thì cũng nhát gan nè. Đây lâu lắm rồi mới quay trở lại bản La Phèo để phát bánh kẹo cho các cháu. Đây. Nhiều lắm mọi người ạ, 500 suất mà chắc là phải đi thêm mấy bản nữa mới hết. Ô, à chào tên. Ok, vào mày. Bao lô. À. Bao lô. Đây. Huyền thoại một thời đấy mọi người nha. Giờ lớn rồi này. Tú bên. Tú bên. Tú đi bê. Ông này lớn lên là đẹp trai lắm đấy các bạn nhé. Ông này lớn lên đẹp trai lắm. Nhiều người yêu luôn này. Nhiều người yêu luôn này. Sì cù đâu anh ạ? Tú bê. Sì cù đâu?
Đây, phát cho cả người lớn nó đi, tại vì rất là nhiều. Rất là nhiều phần quà. Đây là một số thôi, ở trên này nó mở này. Thế thùng xe này nữa này. Đó. Còn đâu đó là một bản nữa. Bình thường thì con nít đông thế mà sao lại ít tiền nhỉ? Đâu, Siku đâu? Siku! À dạ. Ê, Siku đây. Đây là đây. Siku đây mọi người đây. Ông này thì nhát gan, bắt tay nào. Ông này thì nhát gan. Đang đi theo mẹ để lên đây làm ruộng, làm ngô. Siku sao dạo này ấy cơ vậy? Tú bên? Hả? Đấy. Siku thì nhát, nhát mình ạ. Kiểu là thấy ông kính sợ. Dạ? Mới tê tu đuổi lên xe mày. Thôi còn lại nữa bỏ lên xe. Rồi bắt đầu là chương trình ca nhạc nhảy múa, múa lân. Hả? Rồi. Đánh trống mệt luôn đấy. Ai đánh kẻng chuông này? Okay. Ê, vậy. Ê, vậy. Rồi. Nhảy nào. Vô đâu, thằng Giang hồ mảng đâu. À, vô đây rồi. À, vô đây, được đấy. Để bơi bình ca vô nhá. Bình ca vô. À, tí nữa lại treo thằng vô mọi người nhá. Mình chẳng này mình dê rồi. Ô, mặt kìa. Xem idol mảng kìa. Idol mảng mặt lo sợ kìa. Coi mặt của vô kìa. Kêu vô lại đây. Ai đưa mảng đây? Sợ, thằng này sợ.
Rồi, vai bình ca, vai bình ca vô đây. Thế là nó sao đã mày á? Nó sao mày? Ura. Ta. Sớm không? Emedu. Trời ơi. Đại ca này giang hồ mảng thôi. Lên mảng chỉ có bốc phét thôi mọi người ơi. Sợ lắm. Thằng này nhát gan nhỉ. Rồi ok. Chắc là thế thôi. Đi di chuyển thôi mọi người nha. Dạ, tao bỏ nhá. Ok, tao bỏ. Chào nhá. Đấy. Thôi, di chuyển đấy khá các bạn ơi. Ôi ôi. Đó. Nên nói chung là phong tục của bên bên này ấy, không có múa lân như này đâu. Thành ra là các em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ biết là hôm nay là kiểu là festa thôi. Festa thì ra nhận bánh rồi là hát hò thôi, nhảy múa thôi. À, thế mà lên mạng bảo là cắt đầu chú Linh. Cắt đầu chú Linh, mút tù mau. Giờ thì sợ luôn rồi. Ok, cảm ơn mọi người nha, là theo dõi video nha. Bây giờ là mình sẽ di chuyển bản nào nữa đây. Để xem có bản nào không.